Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Chúng tôi đang đứng ở đây là xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tôi đang đứng trên con đường đá Mi. Tại cái con đường này thì xin giới thiệu với quý vị và các bạn một lô đất có tổng diện tích là 474m². Đây, lô đất của mình đây. Có chiều ngang mặt tiền đường này là 10m và sâu vào 42m. Nở hậu quý vị nhé. Từ cái vị trí này mà đi ra ủy ban huyện thì ra ủy ban huyện trung tâm Hồ Bà Tô chỉ hơn 2 km, và đi ra cách đường Hùng Vương là khoảng 150m, ra quốc lộ 55 thì cũng chỉ hơn 500m. Đây, xung quanh thì có nhà dân này. Tôi đang quay thì trời đang mưa rất là to. Lô đất này chào bán với giá 4,2 tỷ quý vị nhé. Quý vị nào quan tâm xin vui lòng liên hệ theo các số điện thoại bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Lô đất đã có thổ cư quý vị ạ.